Chào mừng các bạn đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh, có rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị tiếp theo vào mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe nhé. Buổi tối hôm nay, các bạn sẽ nghe tiếp phần tiếp theo của câu chuyện Tấm Vải Đỏ. Từ con đường nhỏ trong rừng xuất hiện hai bóng người. Một bóng người đang ôm một đứa trẻ chậm chậm tiến tới chỗ họ. Lúc này mọi người đã nhận ra đó là một ni cô. Bà khoảng 50 tuổi, khuôn mặt bình thản. Bà luôn mồm niệm kinh. Tiếng niệm kinh lúc nãy là của bà ấy. Đi sau bà là bà nội của Tiểu Ngư đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ rất thành khẩn. Ni cô đang bế Tiểu Ngư, lúc này nó đang thiêm thiếp ngủ. Thi Thi nhìn thấy Tiểu Ngư sốt sáng hỏi. Sư Thái à, Tiểu Ngư chết rồi ư? Nó không sao cả, nó chỉ bị ta du ngủ mà thôi. Trong bóng tối lờ mờ, Tần Cầm nghe thấy giọng nói này rất quen. Chăm chú quan sát đi cô đó, cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Tần Cầm sợ hãi, lùi về phía sau. Hắc Bảo rơi xuống đất, nó chạy tới chỗ Nico. Tần Cầm dường như không chịu được chấn động này, cô ngã vật xuống đất. Nico bình tĩnh nhìn Tần Cầm rồi dịu dàng hỏi. Cầm Nhi, con vẫn khỏe đấy chứ? Không lẽ nào, không thể tin được. Tần Cầm hét to. Kha Lương ôm Tần Cầm rồi nhẹ nhàng hỏi han. Cậu sao thế? Nam Lan Tĩnh nói nhỏ. Vị ni cô này là mẹ của Tần Cầm. Chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Bốn người trẻ sững sờ. Họ không biết phụ huynh của mình còn cất giấu bao nhiêu điều bí mật nữa. Tất cả bọn họ đều cảm thấy mình như đã bị lừa vậy. Mẹ đã đi nước ngoài rồi kia mà. Sau khi bố chết, chính mắt con thấy mẹ đã lên máy bay. Tần Cầm bức xúc hét to. Vị ni cô kia đưa mắt nhìn ra phía xa rồi nhẹ nhàng trả lời Tần Cầm. Con à, con vừa trở lại nhà của mình đấy. Đây chính là quê nhà, là cội nguồn của con. Nhà của Tần Cầm ở trong làng này. Ni cô nói tiếp. Từ khi có mặt trên cõi đời này, ta đã là một khắc tinh. Ta đã khắc chết bố mẹ của mình. Vô từng nói ta sẽ mang đen đủi tới cho người thân của ta. Bởi ta sinh ra đã phải chịu lời nguyền. Về sau, cả làng bị lời nguyền cam băng, nhưng chỉ có ta và Tiểu Ngư may mắn thoát chết. Ta có may mắn được một bà lão lạ mặt, chính là người mà sau này con gọi là bà ngoại ấy, giúp ta trốn ra ngoài. Ta đã gặp bố con. Tuy đã tìm mọi cách né tránh, không thừa nhận tình cảm thật trong lòng mình, nhưng có lẽ đó là kiếp nạn của ta, cũng là kiếp nạn của bố con nữa. Chúng ta đã không thoát khỏi lưới tình, tự ý kết hôn, bất chấp sự phản đối của bà. Sau đó chúng ta đã sinh ra con. Vị ni cô dường như rất xúc động. Bà niệm vài câu kinh lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục kể. Bố con không tránh được kiếp nạn, phải chết thảm. Người tiếp theo sẽ là con. Để bảo toàn tính mạng cho con, bà ngoại đã bắt ta rời xa con. Ta không còn cách nào hơn đành phải xuất gia. Chỉ có làm như thế mới cứu được con, bởi ta là các tinh mà. Ta chỉ còn biết ở nơi xa xôi cầu chúc cho mọi điều tốt lành đến với con. Khi Gia Khoan nói với ta con gặp nạn, ta liền đến ngay, bởi ta có cách đối phó với âm đồng. Khi Tiểu Ngư còn bé, ta thường hay dỗ nó ngủ. Lúc nó tỉnh dậy thường xảy ra những chuyện kỳ quái, chỉ riêng ta dỗ được nó ngủ. Sự việc đã xảy ra rất lâu rồi, vậy mà Tiểu Ngư chẳng lớn lên chút nào. Nó vẫn như ngày xưa, chỉ cần ta hát ru là lăn ra ngủ. Âm đồng ư? Kha Lương tò mò hỏi. Âm đồng chính là đứa trẻ nơi cõi âm. Nó không thuộc về thế giới của chúng ta. Nó có quyền lực tối cao, có thể điều khiển người chết. Tuy nhiên, nó không thể sống xa nơi này. Tiểu Ngư chính là sự báo thù của Vu. Do bà Tiểu Ngư không chịu trở thành tín đồ. Vu chẳng dân chủ chút nào, Kha Lương bất mãn nói. Tần Cầm dường như chỉ vừa mới tỉnh lại sau một cơn chấn động. Mẹ chưa đi nước ngoài ư? Cứ trốn tại am ư? Tu hành ư? Bao nhiêu năm rồi, sao mẹ chưa từng đi thăm con lần nào? Ta không dám tới thăm con, bởi ta sợ con sẽ bị liên lụy vì ta. Thế sao bây giờ mẹ lại tới? Bởi lúc này con đang bị lời nguyền cam băng truy sát. Người bị cam băng truy sát chính là con sao? Đúng vậy, con là hậu duệ nhà họ Dư, là đối tượng truy sát của cam băng. Nghe tới đây ai cũng ngạc. Cha ta, ông ngoại của con là em trai ông Dư. Ta có mặt trên cõi đời này chưa bao lâu thì nhà họ Dư đều đã chết. Tuy vậy cam băng quyết không bỏ qua ta, bởi dù gì ta vẫn là hậu duệ của nhà họ Dư. May mà ta đã được bà lão lạ mặt kia cứu, sau đó sinh hạ ra con. Vì ta sống một mình lại là người tu hành,
nên lời nguyền không hại được ta. Còn con là người bình thường nên lời nguyền lại truy sát con. Ta nghĩ tấm vải đỏ đó đã được sắp xếp để tới tay con. Nếu lời nguyền muốn giết người, nó sẽ tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Tần Cẩm không nói gì, mọi việc đến quá bất ngờ. Đầu tiên cô phải tin bố mẹ Kha Lương là cao thủ bắt ma. Tiếp đó là bà mẹ tưởng đã mất tích từ lâu, đột nhiên xuất hiện trong hình dạng của một ni cô. Điều cuối cùng khó tin nhất, cô là hậu duệ nhà họ Dư. Đối tượng mà ma nữ muốn truy sát lại chính là cô. Thi Thi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cô sợ Tần Cẩm sẽ ngất đi. Tần Cẩm thẫn thờ nói, người ác ma muốn giết là mình. Tại sao nó lại giết Lam Kỳ, rồi lại làm liên lụy tới cả anh Kỳ kia chứ? Tại sao lại liên lụy tới nhiều người như thế? Tại sao nó không nhằm vào mình rồi giết chết mình cho xong chuyện đi? Cả bằng sẽ không bỏ qua những người thân của người bị truy sát. Nếu không, nó đã không giết hết mọi người trong làng. Tần Cẩm căm thù con ác ma. Cô giận dữ hét lên, mình phải giết nó. Mình sẽ giết con đàn bà nó. Nó là loại độc ác nhất trên đời này. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh lên tiếng. Các con mau rời khỏi nơi này đi. Ta cảm thấy không nên ở lâu trong khu rừng đầy âm khí này. Kha Gia Khoan gật đầu đồng ý. Đúng vậy, tranh thủ, chưa tới 12 giờ đêm. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi. Vị ni cô đặt Tiểu Ngư xuống và chắp tay rồi hướng về phía bà nội Tiểu Ngư nói. Bà tự bảo trọng nhé. Bà nội Tiểu Ngư bế nó lên, rồi dần dần biến mất vào trong rừng sâu. Kha Gia Khoan đi trước dẫn đường, mọi người cất bước theo sau, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng. Khu rừng này không rộng chút nào, vậy mà lúc trước không hiểu sao bọn họ cứ loanh quanh mãi, vẫn không thoát ra ngoài được. Vừa ra khỏi khu rừng, họ nhìn thấy chiếc xe Việt dã của mình đang đậu bên đường. Nhìn thấy chiếc xe bóng loáng thời trang, bốn người trẻ cảm thấy được an ủi rất nhiều, bởi cuối cùng họ cũng nhìn thấy sản phẩm của thời hiện đại rồi. Mấy ngày lưu lạc tại ngôi làng ma quái đó khiến cho họ không biết mình đang sống ở thời đại nào nữa. Nhìn thấy chiếc xe hiện đại khiến cho họ xúc động vô cùng. Vừa lên xe, Kha Lương vừa nói với bố mẹ mình. Về nhà rồi, bố mẹ mua cho con chiếc xe thế này nhé. Con thấy loại xe này hay đấy. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Lục Tử Minh lại được giao nhiệm vụ lái xe. Xe vừa khởi động xong liền phóng như bay. Tuy mọi người đều biết họ vẫn chưa xóa bỏ được lời nguyền Cam Băng, nhưng không ai thất vọng, chán nản, bởi họ vẫn còn sống, đã là may mắn lắm rồi. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không ai biết phải đi đâu nữa. Họ không còn tâm trí để nghĩ nhiều chuyện đến thế. Người nào cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trên xe. Vấn đề cần quan tâm bây giờ là làm sao nhanh rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Sư Thái à, Tiểu Ngư sao rồi? Thi Thi hỏi. Nico nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bảo đang nằm trong lòng bà ta. Hắc Bảo tỏ ra rất mãn nguyện, cứ kêu meo meo. Đừng gọi ta là Sư Thái, pháp hiệu của ta là Viên Không. Con gọi Viên Không là được rồi. Tiểu Ngư vốn là âm đồng, nên nó là người canh giữ nơi đó. Lời nguyền bao năm nay chưa truy sát Cẩm Nhi chính là do Tiểu Ngư chưa thả nó ra. Hơn nữa sức mạnh của lời nguyền vẫn chưa đủ mạnh để trốn khỏi nơi âm giới đó. Chính vì thế nó mượn con để trốn ra ngoài báo thù. Nguồn cơn của sự việc là như vậy. Kha Lương thắc mắc. Viên Không Sư Thái, sao Sư Thái lại quen với bố mẹ con thế? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm đó bởi ta vốn là khắc tinh, nên mẹ con tưởng lầm ta là yêu quái, định trừ khử ta. May mà bố con, Kha Đại Ca, phát hiện ra thân phận thực sự của ta nên đã cứu ta thoát chết. Đúng như các cụ thường nói, đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ. Từ đó ta trở thành bạn của bố mẹ con. Nạp Lan Tĩnh cười ngượng. Thời trẻ, bà nổi tiếng nóng tính. Chỉ cần một lời nói khó nghe là bà đã rút ngay chiếc gậy trừ ma ra. Khi đó bà phát hiện mẹ của Tần Cẩm có một luồng khí không bình thường, liền cho rằng mẹ Tần Cẩm là yêu quái. May chồng bà kịp thời ngăn chặn, nếu không đã giết nhầm người rồi. Tần Cẩm vẫn đang ngây người ra. Lục Tử Minh cảm thấy thương cảm, vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô để an ủi. Trời dần sáng lên, Lục Tử Minh lái xe về hướng thành phố. Thực ra anh cũng không biết phải làm gì lúc này nữa, nhưng trực giác mách bảo anh chỗ đông người sẽ là nơi an toàn nhất. Viên Không Sư Thái cũng không phản đối. Mấy người lớn dường như đang phải quyết định một việc gì trọng đại lắm. Họ nhíu mày suy nghĩ. Kha Lương cảm thấy kỳ lạ liền hỏi. Bố mẹ sao thế? Bố mẹ đang nghĩ gì thế? Không ai trả lời Kha Lương. Khi đi ngang qua một ngôi chùa, Viên Không Sư Thái yêu cầu dừng xe. Bà quay đầu lại hỏi bố mẹ Kha Lương. Hai người quyết định làm thế à? Họ gật đầu. Vị Sư Thái thở dài rồi nói tiếp. Thế cũng được. Tôi cũng đi. Trong một lúc, sự xuất hiện của toàn những người lạ mặt đã làm một tiểu hòa thượng đang quét sân chùa sợ hãi, đánh rơi cả chổi. Kha Gia Khoan lên tiếng. Giá lúc này
đưa được ông nội Kha Lương tới đây thì tốt. Bạn cũ lâu ngày gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói lắm đấy. Bốn người trẻ tuổi không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Họ tranh nhau hỏi người lớn rốt cuộc có việc gì mà lại tới đây. Kha Gia Khoan đành phải trả lời bọn trẻ. Bây giờ chúng ta đi thăm một người bạn già. Ông ấy đã là trụ trì của chùa này. Các con phải nhớ rằng, cho dù có nhìn thấy gì chăng nữa cũng phải bình tĩnh đấy. Tuyệt đối không được phép hét toáng, không được ngẩn thò te, không được trốn và không được làm mất mặt bọn ta, biết không? Nạp Lan Tĩnh dường như không yên tâm lắm về chồng của mình. Bà lên tiếng. Ông cứ mạnh mồm, lẽ nào chính ông lại không bỏ trốn? Cũng chẳng có cách nào hơn. Đúng là trái đất tròn, xem ra nhóm ta lại tề tựu đông đủ rồi. Viên Không Sư Thái thở dài nói. Âu cũng là duyên phận. Phật từng dạy, duyên đến rồi duyên đi. Hoa nở hoa lại tàn mà. Thôi chúng ta mau vào đi. Mấy người trẻ tuổi đi đằng sau. Vừa đi họ vừa ngắm ngôi chùa. Đó là một ngôi chùa cũ kỹ, bụi bẩn khắp nơi. Xem ra việc hương hỏa ở đây không được tốt cho lắm. Đi sâu vào trong, Kha Gia Khoan liền bảo bọn trẻ dừng lại. Chỉ có vợ chồng ông và Sư Thái bước vào. Tần Cầm nhìn theo bóng mẹ. Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại và đã chấp nhận mẹ đẻ của mình. Nhưng cô nhận ra mẹ cô đã khác hẳn năm xưa, lạnh lùng, quyết đoán và sống lý trí hơn. Bà như không còn vướng bận bụi trần nữa. Điều này thực sự khiến cô đau lòng, chỉ muốn khóc nỗi buồn. Ngôi chùa tuy cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ tĩnh lặng vốn có của chốn chùa chiền. Phía sân sau có mấy cây hoa mai đang nở rộ. Kha Lương chạy ra xem rồi quay lại ngay. Anh thắc mắc tại sao mùa hè lại có hoa mai. Anh ngạc nhiên, không hiểu tại sao các bông hoa lại nở ra ở đầu cành mới lạ chứ. Không nén được tò mò, anh quyết trèo lên xem mấy bông hoa lạ đó. Thi Thi, Lục Tử Minh, Tần Cẩm nhìn theo anh ta. Mọi người đều tin rằng trong chùa ắt hẳn có cao nhân, nếu không làm sao có thể khiến cho hoa mai nở vào mùa hè. Vừa chạm vào mấy bông hoa, Kha Lương đã nhận ra đó là hoa giả. Tiếc công mình khó nhọc mới trèo lên được. Anh tức tối hét toáng lên. Không hiểu đứa nào vô công rồi nghề. Trời nóng thế này lại gắn hoa giả lừa ông mày đấy. Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây. Trên đó viết, đứng im, trên đầu bạn có một tổ ong vò vẽ, động đậy là chết đó. Kha Lương hỏi to, Tần Cẩm, Tử Minh, mau nhìn lên phía trên đầu tôi có phải là có tổ ong vò vẽ không? Anh sợ hãi không nhúc nhích. Mọi người quan sát hồi lâu rồi nói, chả có gì cả, anh bị lừa rồi. Bị lừa hay cú đau, Kha Lương tức tối đứng bật dậy rồi chửi, bà nói chứ, đứa nào hại ông, quyết tính sổ. Đúng lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây rơi xuống dưới. Dòng chữ đó là, yên tâm đi, ở dưới không có dao nhọn, chỉ có gai nhọn thôi. Kha Lương lại sợ hãi rơi xuống đất. Anh nghĩ mình chết chắc rồi. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình Kha Lương thế nào. Một lát sau anh mở to mắt, bên dưới đã được phủ một lớp cỏ khô, sẽ không ai bị thương cả. Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trông anh thật lếch thếch, không ai nhịn được cười. Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi, đứa nào đã bày ra cái trò này thế? Đúng lúc này, mấy người lớn bước ra, bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên. Đầu trọc, ăn mặc sành điệu, áo khoác đen, đeo một chiếc vòng tay rất to và mang kính râm. Già rồi mà còn đua đòi, đã vậy ông ta lại còn đeo khuyên trên miệng nữa chứ. Ông ta cười sảng sặc, cười ra cả nước mắt. Kha Lương khó chịu hỏi, ông thấy có gì đáng cười lắm hả? Đương nhiên là đáng cười rồi. Cháu là người thứ 27 đã bị lừa. Trò này hay thật đấy. Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vào bộ mặt nhăn nhở kia. Nhưng anh ta lại bị ông ta đánh bay vào đám cỏ khô. Cháu đã lên đai gì rồi? Cháu giỏi loại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện Muay Thái. Nào, cùng đi vài đường nhé. Đến lúc này, Kha Gia Khoan trách con trai. Kha Lương, không được vô lễ. Mau tới chào bác đi con. Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác, không hiểu gì. Thi Thi chạy về phía trước, chỉ chào người đàn ông có khuyên môi, rồi lắp bắp hỏi. Ý của bác là ông ấy chính là vị trụ trì chúng ta cần tìm phải không ạ? Kha Lương quên cả đau ngồi bật dậy. Anh nói đúng một câu. Bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng, phải chú ý đến phong thái của mình chứ. Vị hòa thượng cười hì hì rồi nói. Ta tên là Tiểu Thiển. Cứ gọi là anh Tiểu Thiển được rồi. Anh Tiểu Thiển ư? Bốn người đồng thanh hét to. Mọi người ngồi trong phòng, trong đó đã bày sẵn một vài món ăn. Đúng như người xưa nói, thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Tiểu hòa thượng làm rau không sạch, xào xong rồi mà vẫn còn sâu ở trong đó. Thế nhưng vị trụ trì chẳng thèm quan tâm. Thi Thi không nhịn nổi nữa, liền nhắc ông ta.
Đại sư, đại sư, ngài sát sinh rồi. Anh Tiểu Thiển tiếp tục nhai nhồm nhoàm, rồi nuốt chửng con sâu vào miệng. Nhai xong ông nói, bằng chứng đâu, bằng chứng đâu? Em lấy ra đi, nếu không có chứng cứ thì đừng nói mò, ta sẽ kiện em tội phỉ báng đấy. Nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé. Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thực sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoan lại dặn họ không được hét to, chạy trốn hoặc ngẩn to te. Uyên Không Sư Thái cười nói, đã bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn không sửa được cái tính của mình. Các con đừng bận tâm nhé. Tiểu Thiển sư huynh vừa sinh ra đã ở trong chùa, vì sư huynh có duyên với cửa Phật, sư huynh đã từng học ở Đại học Harvard. Nhưng học xong sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây cả hội bọn ta hay chơi với nhau. Bổn mạng sư huynh là Phật Tinh, ta là Cô Tinh, cùng với đạo sĩ Bát Ma, Kha Gia Khoan và Nạp Lan Tĩnh. Hai người đuổi ma hợp thành nhóm tứ tướng, nói ra chỉ sợ các con chê cười. Bốn người bọn ta lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông Tây Nam Bắc để trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền Ca Bang xuất hiện làm loạn, thì chúng ta rất ít khi có cơ hội tập hợp để phá lời nguyền. Sức mạnh của Ca Bang đã rất lớn mạnh rồi, nhưng ta tin tưởng chỉ cần tứ tướng liên thủ thì các con sẽ bình an vô sự. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút lời nói kỳ quặc của các vị tiền bối này thì bọn Kha Lương chỉ có hai lựa chọn. Một là đưa hết bốn người lên xe ngồi chờ tới bệnh viện tâm thần, hai là tin họ và để mặc cho họ sắp đặt. Vào lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn sáng suốt hơn. Anh Tiểu Thiển vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoan thuật lại những chuyện đã xảy ra với bọn họ. Lúc này Kha Gia Khoan mới phát huy khả năng ăn nói của mình. Ông lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài. Khi Kha Gia Khoan tường thuật thì mọi người đều chú ý lắng nghe, không nói năng gì. Âm thanh duy nhất ồn ào chính là tiếng nuốt cơm của anh Tiểu Thiển. Chỉ trong một bữa cơm mà Kha Gia Khoan đã rành mạch kể hết mọi chuyện, đúng là bậc kỳ tài. Chủ trì nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói, ba người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng hay sao? Viên Không Sư Thái thở dài đáp, chỉ còn cách này thôi, bởi chúng ta đều biết tới giờ chưa có cách phá lời nguyền Ca Băng, mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện. Muội thực sự không biết phải làm gì để tiêu diệt nó nữa. Kha Gia Khoan trầm ngâm nói thêm, đệ biết cách này rất nguy hiểm, nhưng không mạo hiểm làm sao mà khống chế được Ca Băng. Đệ cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng Ca Băng chỉ giết người bị nguyền rủa, gia quyến của họ, kiếp sau của họ, chứ chưa nghe nói Ca Băng lại thảm sát. Lẽ nào lời nguyền này đã được nâng cấp hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lời nguyền này cũng được nâng cấp, giống như phần mềm máy tính được nâng cấp từ 2.0 lên 3.0 đó. Biến thành cao cấp hơn, Kha Lương luôn thích thú nói theo. Chủ trì nghiêm mặt lại nói, nếu chúng ta hợp sức, xuất hồn đưa bọn trẻ vào quá khứ, chúng lại không biết làm gì, rất có thể sẽ vĩnh viễn không ra được nữa. Lần này bọn trẻ không đi một mình, chúng ta cũng đi cùng. Một mình bọn nó thì giải quyết được việc gì, chúng ta cũng đi. Vậy lấy ai bảo vệ thân xác chúng ta? Viên Không Sư Thái nhìn lên trời rồi nói, sư huynh yên tâm đi, muội đã mời người tới trông xác chúng ta rồi. Nhưng muội cũng không biết lần này đi có thể thay đổi được số phận không, nếu có thể thì tránh được nhiều bi kịch đau lòng. Lục Tử Minh nghĩ hồi lâu rồi hỏi, mọi người nói có thể đi thay đổi được số mệnh nghĩa là thế nào? Mọi người nói có thể thay đổi được số mệnh nghĩa là thế nào ạ? Bọn ta dùng thuật thôi miên để kéo linh hồn các con ra khỏi xác, đưa vào thế giới phi vật chất. Chúng ta sẽ đi tìm đường dẫn thời gian, sau đó đi đến thời điểm cần tới và thay đổi những gì các con muốn thay đổi. Bàn luận một hồi, mọi người rút về thiền phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên lành, không có ma quỷ quấy nhiễu, đó là nhờ sự trấn áp của tứ tướng. Họ chỉ thấy tiếng côn trùng kêu giả dích, nhưng đã quá mệt mỏi rồi nên những âm thanh đó chẳng gây phiền phức gì cho họ. Họ dậy rất muộn, lúc tỉnh dậy mặt trời đã chói chang từ lâu lắm rồi. Tối qua họ mới có một giấc ngủ yên lành như thế. Viên Công Sư Thái không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài ngắm hoa mai. Kha Lương đi ngang qua liền nói với bà, hoa giả đấy ạ. Anh Tiểu Thiển gắn lên để lừa người ta đấy ạ. Cái gì là thật, cái gì là giả, miễn đẹp là được, đâu cần phải quan tâm nó thật hay giả. Kha Lương thấy Sư Thái thật là thâm thúy, anh vội cầm chậu rửa mặt rồi đi ngay. Lúc Tần Cẩm đi ngang qua Sư Thái, bà nhẹ nhàng nói với cô, tuy ta có thể nhìn rõ mọi sự hỗn loạn trong thế giới này, nhưng con vẫn mãi mãi là nỗi bận tâm của ta. Lúc con cần mẹ nhất thì mẹ đang ở đâu? Tần Cẩm nức nở hỏi Sư Thái rồi đi ngay.
Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của sư thái. Đúng lúc này, Tiểu Thiền đi tới, ông vỗ vào vai sư thái an ủi. Không ai ngờ ông lại buông lời trêu sư thái. Sư muội à, nói thật nhé, muội vẫn còn trẻ lắm, muội nên tiếp tục mặc áo con, nếu không sẽ xuống thì hỏng đấy. Trong khi Viên Không sư thái đang còn kinh ngạc, thì vợ chồng Kha Gia Quan và Nạp Lan Tĩnh đã cười phá lên sau cửa sổ. Một lát sau, mọi người ăn sáng, một Nico bước vào, đó là một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Vừa nhìn thấy Viên Không, nó liền xa vào lòng và ngồi. Viên Không sư thái hỏi, con tới rồi à? Đứa bé đó có đôi mắt to và sáng, bộ quần áo của nhà chùa rất đẹp. Nó liền hỏi lại, cô gọi con tới làm gì? Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến, con có thể giúp ta trông chùa không? Có phải mọi người muốn đi giết Ca Bang không? Sao em biết điều đó? Tần Cẩm ngỡ ngàng hỏi lại. Viên Không sư thái giải thích, đứa bé này khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Bố mẹ nó chết do tai nạn giao thông, năm nó lên 4 tuổi. 3 ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma của bố mẹ nó ở trong nhà trẻ. Sau đó người ta sợ hãi đưa nó vào am của ta. Nó gọi ta là cô từ lúc đó. Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng. Do đó mới nhờ nó giữ xác hộ. Chúng ta có thể yên tâm lên đường rồi. Titi hỏi, chúng ta phải đi bao lâu ạ? Khoảng 1 tuần hương. Kha Gia Khoan đáp, nhưng như thế thì có thể làm được gì ạ? Tần Cẩm thắc mắc. Ngốc quá, chúng ta đi vào một không gian khác thì thời gian ở đó cũng giống như ở đây hay sao? Khoảng thời gian 1 tuần hương ở đây tương đương với 1 ngày ở đó. Trong 1 ngày chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện đấy, Kha Gia Khoan trả lời. Lần này ngoài nhóm tứ tướng bọn ta và người nhà họ Dư nhất định phải đi, Thi Thi và Lục Tử Minh không nên đi bởi sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu các con đi rất có thể sẽ bị chết oan đấy. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ, linh hồn của chúng ta sẽ không quay về được nữa. Kha Gia Khoan nghiêm mặt nói tiếp, đây không phải là lúc nghĩ đến lòng tự trọng, tính mạng mới là cái quý giá nhất. Lục Tử Minh kiên quyết, tuy không phải là người trong thế giới huyền bí của các bác, nhưng là một cảnh sát con có trách nhiệm bắt hung thủ, do vậy trong lúc này con không thể trốn chạy. Thi Thi hờn dỗi nói, bác à, có phải bác nghĩ con là người sợ chết phải không? 4 người bọn con đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân vất vả, lẽ nào bây giờ lại có thể tách rời? Nhóm tứ tướng nhìn thấy sự đoàn kết và thái độ dũng cảm, không chịu khuất phục trước cái chết của lũ trẻ, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, như thầm nói, chúng nó thật giống với tụi mình hồi trẻ. Bé gái nắm tay sư thái rồi nói, cô lên đường đi, con sẽ bảo vệ, để cô có thể an toàn trở về. Mọi người nắm chặt tay nhau, xếp thành vòng tròn, họ cảm thấy mất dần ý thức, thân thể bỗng nhẹ bẫng, giống như đang bay lên vậy. Kha Lương rất sợ hãi, bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ vẳng bên tai, đừng sợ, con hãy thả lỏng người ra. Xuất hồn là như thế này ư? Xem ra cũng chẳng khó khăn, nặng nhọc mấy. Hồn mọi người nhanh chóng thoát khỏi xác, họ nhìn thấy xác của mình vẫn đang ngồi ở dưới. Không gian bắt đầu tối đi, nhưng lại đang mở rộng. Thiền phòng trở nên rất cao, họ nắm chặt tay nhau, bởi họ lo sợ chỉ cần lỏng tay một chút, một cơn gió thổi tới sẽ cuốn bay mình đi. Họ đã thấp thoáng nhìn thấy các ngôi nhà, những ngọn cây đã trở nên nhọn hoắt. Tiểu Thiền lên tiếng, chúng ta đã tới thế giới phi vật chất. Bây giờ chỉ cần tìm thấy đường dẫn thời gian là chúng ta có thể quay về được rồi. Nhưng đường dẫn thời gian ở đâu? Đột nhiên, tứ tướng nắm tay nhau, từ đó phát ra một vầng sáng. Ở giữa vầng sáng là một cột sáng rất dài. Thì ra cánh cửa thời gian đã được cất giấu ở trong nhóm tứ tướng. Sau khi mở cánh cửa thời gian, Tiểu Thiền đưa mắt bảo lũ trẻ bước vào. Bước vào đó giống như đang chen chúc trong một hang núi hẹp. 4 người trẻ đã bước vào trong, và ánh sáng dần dần thu hẹp lại rồi tắt hẳn. Kha Gia Khoan dặn dò lũ trẻ, các con phải nhớ rằng, tuy lúc này trông chúng ta giống như người thường, nhưng thực ra đó chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi. Các con tuyệt đối không được gây chuyện. Phía trước chính là làng Thạch Đầu. Viên Không sư thái đi trước dẫn đường, bà đã đi vào rừng. Cảnh vật ở đây vẫn như trước, nên Thi Thi và Kha Lương không tin mình đang ở trong quá khứ. Kha Lương tò mò hỏi, tại sao nơi này không giống với thời cổ đại nhỉ? Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con ngốc thế này kia chứ? Lúc này là thời mẹ Tần Cẩm còn bé. Con định tới thời cổ đại làm gì? Thời này cũng đã hiện đại lắm rồi. Nạp Lan Tĩnh mắng con trai. Kha Lương chỉ vào tấm bìa tạp chí điện ảnh trên tường rồi nói, mẹ thấy nơi này hiện đại lắm à? Đó là bức tranh một người phụ nữ đẹp đang đứng trước cửa như nhớ thương người xưa, trông rất hạnh phúc. Tần Cẩm vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn bức tranh. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
Mọi người không chú ý đến bức tranh nữa, họ tiếp tục đi. Đột nhiên khóe miệng của người phụ nữ trong tranh từ từ nứt ra. Bà ta đang nhoẻn miệng cười, máu bắt đầu chảy từ mắt bà ta. Kha Lương nhìn người làng cạch đầu, anh nhận xét. Hóa ra làng này, lúc sống cũng như lúc chết, cứ uể oải chậm chạp. Thi Thi không kìm được, cười phá lên. Người làng đi lại rất chậm chạp, họ cũng chẳng thèm để ý tới nhóm người lạ mặt này nữa. Họ chỉ quan tâm tới công việc nhà nông của mình. Làng này đúng là cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi Tần Cẩm học lịch sử, cô được biết khoảng thời gian này là giai đoạn xã hội Trung Quốc, đầy biến động. Thế mà ngôi làng này như chẳng bị tác động gì. Xem ra sống ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có cái hay của nó. Viên Không Sư Thái đi tới một căn nhà nhỏ ở đầu làng. Trụ trì Tiểu Thiển nói với mọi người đó là ngôi nhà Sư Thái đã từng sinh sống khi còn bé. Tần Cẩm biết sẽ được đi tới căn nhà mẹ mình đã từng ở, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng được nhìn thấy người làng và những việc ở đây là tốt lắm rồi. Đoàn người bước vào một căn phòng thấp bé. Tuy ông ngoại Tần Cẩm là em trai của ông Dư, nhưng mọi tài sản ở trong nhà đều đã bị ông Dư chiếm giữ. Do vậy mẹ cô đã phải sống một cuộc sống rất chật vật, không hạnh phúc. Sư Thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống nước. Bà liền gọi tên hồi bé của mình. Kim Hoa. Đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa bé rồi tiếp tục gọi. Kim Hoa. Đứa bé đứng dậy, nhìn thẳng vào bà rồi nói. Cháu không phải là Kim Hoa. Đúng lúc này có một đôi vợ chồng bế một bé gái vào. Họ vừa đi vừa nói. Bố mẹ nhặt được đứa bé này. Chúng ta cùng đi trốn thôi. Cái làng này kỳ lạ lắm. Anh trai của anh lại sắp lấy vợ. Nhưng anh cứ cảm thấy ngày anh ấy lấy vợ sẽ có chuyện chẳng lành. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng có đất ở làng này. Chi bằng hôm nay trốn đi. Chúng ta mau thu dọn hành lý thôi. Đôi vợ chồng vừa bế con, vừa xách hành lý đi. Viên Không Sư Thái toát mồ hôi hột. Bởi bây giờ bà mới biết mình chính là đứa bé được nhặt về. Nhưng nếu bà là con nuôi, thì Tần Cẩm cũng không phải là hậu duệ nhà họ Dư. Sao Cao Băng lại truy sát cô làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vậy cháu là ai? Cháu là Ca Băng. Nói xong, đứa bé móc mắt của mình rồi đưa cho Viên Không. Máu tươi ồng ộc trào ra từ hốc mắt. Nó khẽ nói, bọn mày bị lừa rồi. Nó nhoẻn miệng cười đắc ý, rồi quay đầu, bước về phía cây hòe trước cửa. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thò ra từ cây hòe, rồi kéo con bé vào trong đó. Kha Gia Khoan làm phép để ngăn lại, nhưng ông chợt nhận ra mình đã mất hết phép thuật. Ông sợ hãi kêu lên, mau rời khỏi đây, đây là một cái bẫy, chúng ta bị lừa rồi. Tứ tướng nhận ra việc không hay, liền kéo lũ trẻ ra ngoài làng. Nhưng quá muộn rồi, dân làng đã kéo tới chật hết cả đường ra. Kha Lương mắng thầm, chúng mày chỉ biết mỗi một trò cản trở giao thông này thôi à? Mọi người hốt hoảng liều chạy vào một căn nhà to, đóng cửa lớn lại. Nhìn vào nhà chính, họ nhận ra đó là nhà của ông Dư. Viên Không thắc mắc, chắc chắn không phải Ca Băng, đối thủ của chúng ta không phải là Ca Băng. Không biết kẻ nào đã đùa đùa thật thật, thả Ca Băng ra để nhờ chúng ta tới đây. Thật không thể tin nổi, nó lại mạnh tới mức có thể thay đổi được quá khứ. Tiểu Thiển lên tiếng, Ca Băng chẳng qua chỉ là lời nguyền độc ác, nó không thể có phép thuật như thế. Vậy ai là kẻ quyết lấy mạng chúng ta? Kha Gia Khoan nói, đúng vậy, là muốn mạng của tứ tướng, không liên quan tới bọn trẻ. Nếu muốn mạng của bọn trẻ thì chúng đã sớm lấy được rồi. Kẻ muốn lấy mạng tứ tướng đã lợi dụng bọn trẻ để dẫn dụ chúng ta tới. Nạp Văn Tĩnh cười to, thật không ngờ để giết chúng ta, kẻ giấu mặt đã phải mai phục mấy chục năm. Bởi ngôi làng này chắc chắn không phải là sau khi Ca Băng xuất hiện mới thay đổi. Không ai có thể có sức mạnh lớn đến mức có thể thay đổi quá khứ. Kẻ giấu mặt đó đã khống chế ngôi làng này nhiều năm về trước, từ khi chúng ta còn chưa ra đời kia. Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, không ai nghĩ đến việc có lúc phép thuật không sử dụng được. Ngôi làng này lại là nơi nặng âm khí nhất. Hơn nữa dân làng không phải là hồn ma mà là người bị nhập hồn, bị bọn ma điều khiển, nhất định sẽ tới giết bọn họ. Mọi người nhìn nhau cười gượng gạo. Cái bẫy này đã được chuẩn bị rất công phu, đã đánh lừa được tất cả mọi người. Lúc đầu bị Ca Băng dẫn dụ, mọi người đều tưởng rằng chỉ cần phá được lời nguyền độc ác là xong. Vì thế đã dây dưa tới rất nhiều người và việc. Đến tận bây giờ họ mới vỡ lẽ sự việc không phải là như thế. Rõ ràng có kẻ nào đó chỉ muốn lấy mạng của tứ tướng. Năng lượng của tứ tướng lại quá mạnh, do đó kẻ giấu mặt đó đã nghĩ ra cách lừa tứ tướng chuyển dịch thời gian và không gian, đi vào nơi có âm khí nặng nề để hóa giải lời nguyền.
để hóa giải phép thuật của họ. Hơn nữa lúc này tứ tướng chỉ còn là linh hồn chứ không có thân xác, nên yếu hơn rất nhiều. Chỉ có tứ tướng mới có thể mở được cánh cửa của thời gian và không gian. Nên loại bỏ được tứ tướng đồng nghĩa với việc loại bỏ được nguồn trấn áp ma quỷ. Lúc đó lũ ma quỷ có thể xuất hiện giết người mà không phải sợ gì cả. Viên Không Sư Thái hối hận đập đầu mình nói: "Muội sớm đã nghĩ ra Ca Băng không phải là địch thủ của chúng ta. Muội đã từng nói rằng Ca Băng không bao giờ lạm sát, vậy mà cuối cùng vẫn mắc bẫy." Kha Gia Khoan vỗ vai bà an ủi: "Muội đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu." Tần Cẩm lúc này mới nhận ra mẹ luôn nghĩ cho mình thế nào. Mọi người bị vây chặt trong sân, họ thầm nghĩ: "Làm thế nào để quay về đây? Làm thế nào để có thể sống tiếp?" Nam Lan Tĩnh thắc mắc với chồng: "Anh Khoan à, anh thử nghĩ xem, ai có thể chỉ huy Ca Băng giết người? Rốt cuộc là ai vậy?" Bốn khuôn mặt đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, mọi người quyết định xong một việc. Tứ tướng tiến tới trước mặt bọn trẻ, rồi điểm huyệt chúng, sau đó tập trung tinh thần. Lúc sau, trên tay họ xuất hiện một quả cầu pha lê. Quả cầu dần bay tới tim của bọn trẻ. Một giọng nói chậm rãi cất lên: "Bây giờ các con đã là người kế thừa của bọn ta. Đường Thi Thi tiếp quản đuổi ma, Lục Tử Minh tiếp quản Phật Tinh, Tần Cẩm tiếp quản Cô Tinh, Kha Lương tiếp quản Đạo Thuật. Nhà họ Kha, bây giờ các con có nhiệm vụ trấn áp ma quỷ." Bốn người trẻ tuổi không nói lên lời, nhưng trong lòng họ có chung một suy nghĩ. Dựa vào cái gì kia chứ? Không thể như thế được. Tại sao lại bắt con làm công việc này? Quả cầu pha lê đã truyền xong, tứ tướng ngã vật ra đất. Họ đã kiệt sức. Kha Lương dìu bố đứng dậy. Kha Gia Khoan liền nói với con: "Đối thủ các con phải đối mặt bây giờ không phải là lời nguyền Ca Băng. Uy lực của nó không đáng sợ đến thế. Đối thủ của các con lúc này chính là một vu mà chúng ta đã truy sát mười mấy năm trước đây. Bà ta hận chúng ta đến tận xương tủy nên đã lợi dụng Ca Băng để hại các con. Bởi các con là con cái của chúng ta. Do thương các con, chúng ta đã vội vàng ra tay, cứu giúp không suy tính. Vì vậy mà chúng kế chuyển dịch thời gian, không gian của bà ta. Chuyển dịch thời gian, không gian ở nơi âm khí nặng nề này. Việc tiêu diệt chúng ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết." Dân làng đang phá cửa, Nạp Lan Tĩnh vội nói: "Dù gì các con cũng là con của chúng ta, nên chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm." Tần Cẩm dìu Viên Không Sư Thái, bà vuốt ve khuôn mặt cô rồi dặn dò: "Ta thực sự không muốn giao nhiệm vụ nặng nề này cho con, bởi vu có sức mạnh đáng sợ. Nhưng nếu các con không nhận nhiệm vụ này, thì chỉ còn đường chết mà thôi. Ta sẽ đưa con trở lại thời của con, nhưng con sẽ quên hết mọi việc, kể cả ta nữa. Các con phải nhớ, nhóm tứ tướng bọn con phải luôn ở cùng nhau. Nhóm tứ tướng già chúng ta không làm được gì nữa rồi. Xin lỗi con, mọi nỗi khổ các con phải chịu đều do bọn ta gây nên. Mong muốn giết bọn ta được bà ta nhen nhóm từ mấy chục năm trước sắp thành hiện thực rồi." "Không, mẹ ơi, mẹ không được chết. Chúng ta cùng quay về đi, tránh được kiếp nạn này. Mẹ hoàn tục, con có một ngôi nhà riêng trong thành phố. Trong phòng còn có chuông gió và những con búp bê vải mẹ làm cho con lúc còn bé. Mẹ con mình cùng về nhà đi, mẹ đừng chết nhé." Viên Không Sư Thái đau khổ đáp lại: "Ta xin lỗi con. Thực sự ta đã rời xa con cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ta đã nhiều lần nén về thăm con, nhìn thấy con ngã mà không có ai nâng dậy. Ta tự trách mình là một người mẹ xấu xa, đã hại chết bố con, hại con không được hưởng tình yêu thương. Ta thật chẳng ra làm sao cả. Bây giờ con quay về đi, ít ra con không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này. Rồi con sẽ nguôi ngoai, sẽ không còn nhớ tới ta nữa. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cho dù có hạnh phúc thế nào thì con cũng phải tỉnh táo biết không? Mẹ à, mẹ đừng bỏ con một mình, đừng rời xa con nữa. Con chưa từng hận, chưa từng trách mẹ bao giờ. Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ thôi. Trước đây con cứ tưởng tại con không ngoan nên mẹ mới bỏ đi. Mẹ à, cho dù thế nào con cũng phải cứu mẹ." Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn ra như mưa. Cô không ngờ duyên phận giữa hai mẹ con lại ngắn ngủi đến thế. Vừa mới gặp đã phải vĩnh viễn rời xa. Kha Gia Khoan đau đớn thốt lên: "Bây giờ nhóm tứ tướng của chúng ta chỉ còn làm được mỗi một việc cuối cùng, đó là cùng hợp sức để mở cánh cửa thời gian đưa các con về. Chúng ta vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Việc này cũng ít nhiều thay đổi số mệnh của các con. Có thể các con sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay, nhưng các con phải cố gắng nhớ lại đấy." Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói, vui vẻ như thường: "Cho dù thế nào, con cũng cứu bố mẹ." "Ngốc ạ, lát nữa con đi vào cánh cửa thời gian, con lại quên ngay chúng ta thôi mà. Con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa đâu. Đừng khóc nữa con yêu."
Trông Nạp Lan Tĩnh lúc này tràn ngập tình yêu thương. Bà vuốt ve khuôn mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói, ngày nào cũng đánh vào mặt con có đau không? Không đau, mẹ đánh chẳng đau tí nào. Nước mắt Kha Lương rơi lã chã. Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương. Bác à, bác đừng chết nhé. Xin lỗi Thi Thi, quả thật ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Do vậy đã bắt con phải kế thừa giáo phái đuổi ma của ta. Con đừng trách ta nhé. Cổng chính của người nhà đã được mở tung. Dân làng ùn ùn bước vào. Được rồi, đã đến lúc các con phải lên đường. Các con phải nhớ trách nhiệm của mình đấy. Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở. Một lực hút rất mạnh kéo bọn trẻ vào trong. Tần Cẩm kêu lên thất thanh. Mẹ ơi, mẹ con mình cùng đi đi. Giờ bọn ta đã không đi nổi nữa rồi. Phép thuật của bọn ta chỉ có thể đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi. Các con mau đi đi. Cho dù thế nào các con cũng phải cố mà sống đấy. Đừng bao giờ nản chí. Các con nên nhớ bọn ta rất yêu các con. Nhóm trẻ bị lực hút kéo vào một vùng tối. Trong bóng tối mọi người cố gắng tìm nhau nhưng không thể. Lực hút vô hình đó kéo bọn họ với một tốc độ rất nhanh. Sức ép quá lớn làm cho bọn họ đến cả nước mắt cũng không thể rơi ra được nữa. Tần Cẩm nặng nề rơi xuống đất. Vừa mở mắt ra cô thấy bé gái đang chắp tay. Trên tay cô bé là một sợi dây đỏ được buộc thành vòng tròn để giữ cánh cửa thời gian. Từ cánh cửa thời gian lại rơi xuống một người nữa, đó là Kha Lương. Vừa đứng dậy anh liền hướng về cánh cửa, cổng gọi to. Bố mẹ ơi, mau ra đi. Tần Cẩm đứng bật dậy, định nhảy vào cánh cổng thời gian kia. Nhưng đệ tử của trụ trì Tiểu Thiện đã giữ cô lại. Kha Lương ôm lấy cô, hai người nhìn nhau, mãi không nói lên lời. Đột nhiên họ nhớ ra Thi Thi và Tử Minh vẫn còn ở trong cánh cổng thời gian. Họ đau đớn vì không thể giúp gì cho Thi Thi và Tử Minh lúc này. Bé gái mở to mắt rồi nói, em không chống đỡ được, lâu nữa. Nếu anh chị ấy còn chưa ra được thì cánh cổng thời gian sẽ đóng đấy. Tần Cẩm và Kha Lương đứng bên cửa, lòng như lửa đốt. Họ nhìn thấy cánh cổng thời gian chỉ còn một chút nữa là đóng lại rồi. Họ đau đớn nghĩ thầm, chẳng lẽ sự hy sinh của nhóm tư tướng nào? Cánh cổng thời gian giống như một vầng sáng. Vầng sáng ấy đang dần dần thu hẹp lại. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé gái. Kha Lương ôm lấy Tần Cẩm rồi khuyên nhủ. Cậu đừng đi vào nữa, nếu bị hút trở lại sẽ phiền lắm đấy. Vầng sáng chuẩn bị khép lại thì xuất hiện một cánh tay đặt trên người bé gái. Một luồng sức mạnh mới làm cánh cổng thời gian hé ra một chút. Đó chính là đồ đệ của trụ trì Tiểu Thiện. Hai người cố gắng giữ cho cánh cổng thời gian. Lúc này cánh cổng chỉ còn phát ra một tia sáng cuối cùng. Cuối cùng từ cánh cổng thời gian cũng rơi ra hai người, đó là Thi Thi và Lục Tử Minh. Bốn người ôm nhau khóc, họ chạy tới bên xác của tứ tướng. Tứ tướng đã chết thật rồi. Bỗng họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau. Bé gái ngã xuống đất, cánh cổng thời gian đã hoàn toàn khép lại. Vòng tròn màu đỏ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tiểu Hòa Thượng ngồi xếp bằng trên đất. Để hồi phục nguyên khí, Kha Lương bế bé gái lên an ủi. Không sao rồi, em mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Bé gái mở mắt rồi nói. Viên Không Sư Thái chết rồi hả anh? Sư Thái không trở về nữa sao? Tần Cẩm xúc động, khóc nức lên. Cô nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn mình lần cuối. Tiểu Hòa Thượng không nói năng gì, đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng. Mọi thứ đều do trời định. Bốn vị thí chủ có dự định gì tiếp theo không? Chúng tôi về thành phố trước rồi tính sau. Lục Tử Minh đáp. Thế cũng tốt. Ta và Tiểu Muội vì giúp các thí chủ kéo dài thời gian mở cửa nên đã dùng hết pháp lực của mình. Bây giờ cũng không giúp gì được nữa. Bọn ta phải tu ở chùa này. Hồi phục nguyên khí xong còn phải siêu độ cho các sư phụ. Hai vị ở đây liệu có được an toàn không? Tần Cẩm lo lắng hỏi. Các anh chị yên tâm. Tuy em và sư huynh đã mất hết pháp lực, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm tới bọn em. Bọn em sẽ chuyên tâm tu hành. Bé gái dõng dạc trả lời. Bốn người lưu luyến không muốn rời ngôi chùa. Họ đau đớn nhìn thi thể của tứ tướng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau trong lòng. Gánh nặng trên vai thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn chưa biết phải làm thế nào với Ca Băng và Vu. Xem ra lúc này chỉ còn mỗi cách cầu cứu ông nội của Kha Lương mà thôi. Mọi người lên xe. Khi đi thì có nhiều người như thế, vậy mà khi về chỉ còn lại bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo. Cô và Thi Thi dựa vào nhau cùng khóc. Lục Tử Minh và Kha Lương thì cứng rắn hơn. Họ bình tĩnh nhìn về phía trước để tìm đường ra. Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới nghĩa trang nhà Thi Thi đón Đinh Đông. Họ không muốn để đứa bé ở lại nghĩa trang quá lâu. Họ lái xe tới nghĩa trang. Nghĩa trang có vẻ âm u, không giống lúc trước. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mọi người vội vàng chạy lại xem. Chỉ thấy bác Lý đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý đã thở dài rồi nói, nếu các cháu không đến thì e rằng
tôi cũng chẳng chở thêm được nữa. Anh Kỳ đã đến bế đứa bé đi rồi. Sao anh Kỳ có thể chạy ra ngoài? Ông Lý thở dài rồi nói tiếp. Tôi bị trúng tà khí mạnh nên bị thương. Tà khí có sức mạnh đáng sợ. Tôi cũng không biết tại sao nó lại có sức mạnh như thế. Thi Thi chạy về phía trước hét to. Bác Lý à, bác đừng đi. Tôi già rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Các cô nhớ phải đón được Đinh Đông về đấy nhá. Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần. Bác à, bọn cháu phải làm gì đây? Lục Tử Minh băn khoăn hỏi. Mọi người vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra cách đối phó. Bây giờ tôi không thể trả lời được. Nguyên khí của tôi đã cạn, chỉ cố chờ mọi người về để nói cho mọi người biết tung tích của con bé. Nói xong, ông Hiền Tử đưa mắt nhìn bốn người. Ông dặn dò Thi Thi. Tôi đã ở đây trông nom cho dòng họ nhà cô bao nhiêu năm rồi, giờ thì không thể gắng gượng được nữa. Cô tự bảo trọng nhé. Họ chỉ nhìn thấy thân xác ông lão trở thành một làn khói xanh rồi dần biến mất. Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm xúc động nhớ lại lúc ông Lý cứu mình trong thư viện. Thế thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Bốn người đau đớn nghĩ thầm, bọn họ không dám chậm trễ một phút, phóng như bay tới bệnh viện tâm thần. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu. Mọi người chạy vội vào phòng anh Kỳ. Họ thở phào khi thấy hai mẹ con đang ngồi chơi vuốt ve nhau. Anh Kỳ không nhận ra bốn người, nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền phút giây vui vẻ hiếm hoi của hai mẹ con, do vậy mà cứ đứng im tại chỗ ngắm hai người. Không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần được nữa, họ đã bị giày vò cả một ngày nay rồi. Màn đêm mà buông xuống là chỗ này sẽ trở nên rất đáng sợ. Lục Tử Minh tiến về phía trước, ôm Đinh Đông đi. Anh Kỳ thẫn thờ đứng dậy, nhìn theo. Không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông khóc thét lên. Mẹ, mẹ ơi! Con muốn mẹ bế con cơ. Mọi người ngạc nhiên dừng lại. Họ thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Đông lại biết anh Kỳ là mẹ của nó. Lục Tử Minh thả đứa bé xuống. Nó liền chạy về phía anh Kỳ, lắc tay cô rồi gọi. Mẹ, mẹ ơi! Lúc này anh Kỳ lại giống như một khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì. Đinh Đông gọi mệt quá, liền hét toáng lên. Mẹ không cần con! Con chết đây. Phòng bệnh bỗng chốc tối om. Mất điện rồi. Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người lên như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bèn bật đèn khẩn cấp. Anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đi đâu mất. Bốn người sợ toát mồ hôi. Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Anh chạy bổ vào nhà vệ sinh nhưng không thấy gì ngoài bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc cửa sổ cao như thế. Hai người họ khó có thể thoát ra từ chỗ này. Mà nếu đi qua bốn người thì tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì? Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói trầm lạnh. Các vị định làm gì thế? Bốn người quay lại nhìn, thì ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che cả mắt. Kha Lương định đáp lại. Bệnh nhân mất tích rồi. Anh bỗng khựng lại, bởi từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên người cô y tá, giống như một tờ giấy dán trên lưng cô ta. Nếu nhìn từ đằng trước thì chẳng trông thấy gì, thế nhưng đứng ở góc của anh ta lại thấy rất rõ. Thi Thi không biết, cứ tiến về phía trước. Cô muốn ra ngoài tìm anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá không thốt lên lời. Điện lại mất, bốn bề lặng như tờ, khiến người ta sợ run bần bật. Lục Tử Minh cứ sờ soạng trên tường để tìm công tắc trong đêm tối. Tiếng tim đập sao mà to thế? Anh cảm thấy tường ướt át. Không hiểu tại sao, tường trong bệnh viện lại ẩm thế. Anh cứ lần mò mãi, cảm thấy bức tường rộng vô cùng. Cuối cùng anh cũng lần được công tắc, vội vã nhấn nút. Thì ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng, không có ai. Anh thắc mắc sao mình lại có thể đi xa đến vậy. Không kịp nghĩ nữa, anh đã nghe thấy tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Có lẽ nào là tiếng của Đinh Đông. Anh vội vã rút súng rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào, trong thang máy không chỉ có một mình Lục Tử Minh mà còn có một phụ nữ đi giày hoa đang treo mình bên trên. Chiếc giày hoa đó chỉ cách đầu Tử Minh mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu và không có mắt. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.